tự giới thiệu, em tên là Hoàng Thị Trực, năm nay em 19 tuổi, em đến từ Hà Giang. Em dân tộc Giấy. Thì ngôn ngữ mẹ đẻ của em là tiếng Giấy, có chữ viết nhưng mà đó đã bị mai một dần, không còn như ngày xưa nữa. Ở quê nhà của em thì em thường xuyên giao tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của em với người lớn và bố mẹ. Ngôn ngữ văn hóa khác nhau, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là mình không thể không sử dụng nó. Mình cảm thấy tự hào khi ngôn ngữ của cộng đồng mình vẫn đang được duy trì để biết đến và sử dụng. Rất tiếc khi phải nói rằng cùng với sự phát triển của xã hội và thời đại công nghệ thông tin thì tiếng Giấy của mình đã bị mai một dần. Rất nhiều người trẻ biết về sau khi trở về quê hương đã không còn giao tiếp bằng chính tiếng dân tộc của mình nữa, mà thay vào đó là sử dụng tiếng phổ thông, gọi chung là tiếng Việt. Ngay cả bản thân mình vì ở dưới Hà Nội nên ít giao tiếp với lại không ít khi gọi về với gia đình, nên là vốn từ của mình cũng đã bị mai một dần. Hiện nay thì chính quyền địa phương của mình đã có những biện pháp để duy trì và bảo tồn bản sắc văn hóa bản địa. Ví dụ như mỗi năm thì tổ chức các lễ hội lồng tồng từ ngày mùng 2 đến hết ngày mùng 9 âm, cùng với những điệu nhảy như là buồn nón, nhảy sạp, và tổ chức các trò chơi dân gian như là đẩy gậy, kéo co, ném còn. Đối với cá nhân của mình thì mình cũng đang cố gắng sử dụng tiếng Giấy của cộng đồng mình và đóng góp ý kiến với mọi người ở địa phương là thường xuyên sử dụng tiếng Giấy nhiều hơn. Chúc Pinuang Du đi nữa.